Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Bây giờ thì Tường mời hai anh chị sẽ giới thiệu lớn ha, rõ ràng để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Dạ, mời anh ạ. Dạ, chào chị Cát Tường. Em là Đinh Xuân Hùng. Hiện nay là ở cư trú tại số nhà 74 đường Hùng Vương Di Linh, dạ, Lâm Đồng. Vâng. Dạ. Anh Hùng đang làm công việc gì ạ? Dạ, anh là em học về bên Đông Y. Là bây giờ mình có phòng mạch hay là mình đi làm ở đâu anh ạ? Dạ, làm trực tiếp ở nhà luôn ạ. Dạ, cũng được hơn chục năm nay. Hơn chục năm. Đông Y là mình chuyên về cái gì anh? Về cái bên cột sống hoặc thoát vị hay là gọi là thái hóa gan hay là ép cái chuỗi thần kinh tọa. Chà, cái này là đúng bệnh Cát Tường luôn nè, thói quá cột sống cổ 3 và 5 mà mười mấy năm nay rồi đó anh. Chắc phải xin anh vài bài thuốc quá. Dạ, cho hỏi là anh Hùng là năm nay là anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, em 52 tuổi. Rồi sẽ mời chị gái bên này. Em chào MC chị Cát Tường, chào anh bên kia. Em tên là Huỳnh Thị Lệ Hoa, 37 tuổi. Hiện tại em làm kế toán ở Bình Dương. Quê em là ở Bình Định. Dạ, từ đó lên Di Linh cũng hơi xa đúng không anh? Khoảng bao nhiêu cây số anh? Hơn 200 cây. Wow, dữ vậy hả? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, sắp xếp việc nhà nói chung là gọn, hoạt bát, hòa đồng. Nhược điểm thì nói chung đôi khi thẳng tính. Bạn bè nếu mà hiểu thì dễ thân, nhưng mà không hiểu thì cũng dễ mất lòng. Thế còn anh nghĩ mình có những ưu điểm, những khuyết điểm gì? Em hay tìm hiểu về những bài thuốc ở Đông Y, cũng quan hệ bạn bè cũng vui vẻ. Còn cái điểm yếu thì em nấu ăn thì nói chung là nó cũng không được ngon lắm. Tất cả cái mọi việc thì cũng làm được nhưng mà nó cũng không được nhanh nhẹn lắm mà. Trong cái công việc của anh là anh nhanh nhẹn là được rồi. Về tình trường đó thì anh có thể nói rõ hơn cho bạn gái bên đây nghe về. Dạ, trước thì có lập gia đình thì được sinh được một cháu thì 16 tháng là mẹ cháu mất. Cũng lúc cái điều kiện nó cũng khó khăn thì cũng cứ thủ thủi làm nuôi cháu, thì đến cháu nó học hết cấp 3, cháu đi lập gia đình. Là hiện giờ anh sống một mình? Thế bây giờ là có một mình. Dạ. Cũng sau khi cháu nó lớn lớn thì cũng có một đôi hai người, nhưng mà cũng cái cảnh gãy gánh nhưng mà thấy nó không phù hợp. Bố mẹ anh em mới bảo bây giờ là như thế này ở này không được. Bây giờ thì em thì cũng nhà cửa thì cũng có cái nhà cấp 4 cũng bình thường, cũng gọi là được rồi. Rồi vậy thì cũng tốt rồi. Thế còn tình trường của mình thì sao ha em gái? Tới thời điểm hiện tại thì em đã trải qua 3 mối tình, chung thì cũng không có cái mối tình nào dài hết. Khoảng 1 năm hơn là kết thúc rồi chị. Lý do tại sao mình lại chia tay? Có cái mối tình đầu là do là lúc đó em mới ra trường. Người đó giống như là muốn cưới á, cho nên em cảm thấy mình chưa có gì hết, cho nên mình không muốn. Rồi. Còn 2 mối tình sau thì em nói chung trong quá trình tìm hiểu em thấy không có hợp, do là người ta gia trưởng quá chị. Giống như là không có phụ giúp đó chị. Nói là phải nghe đó. Không biết thì anh có tính này không ha anh? Dạ không, em thì anh là gốc người Bắc đúng không? Dạ, em là đặc người Bắc ấy. Là không như vậy. Anh có phụ giúp vợ làm việc nhà không? Dạ em làm được. Em muốn người bạn thì gọi là từ cái ăn mặc hay là từ cái đoàn hoàng. Em có ngại khi mà lấy một người chồng đã một lần gãy đổ rồi, có con riêng rồi không? Cũng hơi ngại một xíu. Em thì giống như là mình chưa có trải qua, cho nên cũng sợ chị, sợ mình không có đảm đương tốt. Ở đó anh 52 tuổi là còn rất trẻ, không có lớn hơn em bao nhiêu hết. Thực ra cái tuổi đó cũng không phải là lớn. Anh hai con ảnh thì bây giờ cũng đã lập gia đình ở xa rồi. Ảnh coi như cũng một mình là coi như là cũng độc thân thôi. Dạ. Chỉ có điều thì có thể là trong cái cuộc sống anh đã trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm khó khăn nhiều hơn mình thôi. Dạ. Chứ chị nghĩ là nó cũng rất là phù hợp. Anh có khó tính không? Dạ em không có khó tính đâu. Có kỹ tính không? Dạ không, em bình thường nè. Tại vì nãy anh có nói là anh thích, anh muốn là bạn vợ anh là ăn mặc độ đàng hoàng, thì theo anh như thế nào là đàng hoàng? Cho nó được đẹp đẽ một chút, bất kể làm cái công việc gì thì nhẹ nhàng lịch sự đúng không? Vâng. Dạ thôi em cũng hiểu ý anh rồi. Rồi đây em nhìn đi, ảnh ở trong đó đó. Đây có cô gái đó trong đó, anh cứ lựa chọn xem rồi cái cảm nhận của mình hôm nay có đúng không? Này chị, lý do sao em chọn anh đó? Cảm giác của em. Cảm giác. Dạ. Thì thật sự cũng có 2 anh thôi. Đúng không? Anh này thì trẻ quá. Đúng không? 2, 4, 5 cô. Rồi ạ. Cô nào đây? Em có thể cho anh một cái gợi ý đi em. Chứ 5 cô đúng là giống nhau khó thiệt luôn á. Hình ngồi hả chị? Hình ngồi 5 cô. Tóc dài chị. Rồi ai cũng tóc dài hết. Anh lựa đi anh. Tóc dài. Về là đây ạ chị. Rồi anh cứ giữ nguyên vậy nha. Cặp này tôi thấy được là tôi gả luôn á. Rồi bây giờ thì mở cửa trái tim ra. Khoan, em có mấy câu hỏi á. Rồi nhờ em hỏi chị, đi. Nhờ chị hả? Rồi
Cổ trước khi muốn nhìn thấy mặt anh thì cổ muốn nhờ Cát Tường hỏi anh mấy câu hỏi. Trời ơi, cái gì dài dữ vậy? À, cái này là cổ vừa đặt câu hỏi mà cổ đã trả lời luôn rồi. Bây giờ em hỏi anh trả lời nhanh, thử coi có trùng khớp cái gì với cổ hay không. Anh nghe nha. Câu đầu tiên, bạn mô tả cô gái hoàn hảo bằng 4 từ nào? Trời ơi, khó quá. Tự nhiên đột xuất quá, em thi trắc nghiệm. Em thấy khó quá. Cổ ghi rằng là lắng nghe và thấu hiểu. Theo anh, bản chất tốt nhất của anh là gì? Thì em nghĩ đạo đức thôi. Cổ ghi là biết lắng nghe, tôn trọng và chung thủy. Tốt nhất mà ghi dài quá à. Tốt nhất là một cái thôi cô. Anh thích nghỉ cuối tuần làm gì? Có thời gian nghỉ ngơi thì anh thích làm gì? Dạ, em thích là cùng gia đình đi. Trùng khớp. Bên đây là sum họp gia đình. Vâng. Là cùng với gia đình đi chơi đúng không? Vâng, vâng. Dạ. Quan niệm của anh về sống thử trước hôn nhân? Khó em. Có gì đâu khó, anh nghe là anh thích, anh không thích, đồng ý hay không đồng ý thôi. Dạ, thì em cho đồng ý đấy. Đồng ý, bên này không đồng ý. Bạn thích vợ đi làm hay ở nhà chăm con hơn? Nếu mà có con thì theo em này muốn là để ở nhà vợ chăm con. Cổ ghi mình thích đi làm. Anh thích bạn gái vợ ăn mặc như thế nào? Em thích ăn mặc vậy là cho nó gọn gàng. Gọn gàng. Bên đây ghi là không quá hở hang. Bạn sẽ làm gì nếu ba mẹ hoặc người thân không thích bạn gái của bạn? Cái đó thì em phải biết phân tích và bảo vệ, mà gọi là bảo vệ cho bạn gái và phân tích nha. Trùng khớp, thuyết phục và đưa ra ưu điểm của người yêu ha, cũng nhằm bảo vệ người yêu. Bạn còn giữ tình bạn với người yêu cũ không? Dạ không có hả? Không có người yêu cũ đâu mà giữ. Ta có người vợ mà mất mười mấy năm rồi nên là không có. Bên đây bạn gái ghi là không nên vì nó ảnh hưởng đến hiện tại. Rồi câu hỏi cuối cùng, khi hai vợ chồng cãi nhau đến căng thẳng thì anh sẽ làm gì? Chắc chắn là em sẽ bỏ đi. Cũng em khá, bỏ ra ngoài. Khá trùng khớp, im lặng và bỏ đi ra ngoài. Bạn tự chấm điểm đi ha, không biết là được trúng bao nhiêu ý trong cái bài test của bạn. Cũng là một cái rất là hay, chúng ta có thể hiểu được nhau hơn một tí. Tại vì ít phút của chương trình thì khó hiểu nhau được hết lắm. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào tấm hình lúc nãy và chúng ta xem phần dự đoán của chúng ta, cảm nhận của chúng ta về người đối diện có đúng hay không nha. Ở Thanh Hóa. Công việc của chị thì trước đây chị làm thợ may, nhưng mà bây giờ chị đi nội trợ giúp việc. Chị đang làm ở Hà Nội. Quê là Thanh Hóa nhưng mà làm ở Hà Nội đúng không ạ? Quê chị ở Thanh Hóa, chị đang làm giúp việc ngoài Hà Nội. Mình làm như thế thì thu nhập một tháng trung bình của mình bao nhiêu? Năm ngoái của chị thì 7 triệu, năm nay thì 9 triệu. Mình có điểm mạnh điểm yếu như thế nào, mình là một con người như thế nào chị? Chị đã ly hôn được 26 năm rồi, quên 6 năm rồi. Chị ở với vợ chồng ở được 26 năm thì chị ly hôn. Khuyết điểm của chị là nhút nhát, chỗ đông người và hay tủi thân. Sợ nói to, sợ cãi nhau. Ưu điểm của chị thì hiền, chịu khó và kiên trì, sống hết lòng với mọi người, dễ gần. Sao mà vợ chồng ở với nhau 26 năm mà lại chia tay chị ạ? Cũng là giọt nước nó tràn ly rồi, chị quyết định ly hôn. Tại vì chồng chị là nghiện rượu, nát rượu ngày, suốt ngày rượu thôi. Mà đã rượu vào thì lại hay đánh đuổi, bạo hành rồi đuổi vợ con đi. Cái điểm mà quyết định của chị là hôm đuổi chị đi và vứt hết quần áo của chị ra ngoài trời mưa. Chị ra đi bằng hai bàn tay trắng với hai bao tải quần áo ướt là chị lên bà ngoại chị ở, là chị quyết định hôm đấy. Nhưng mà những cái thời gian kia thì chị có thấy vậy chịu đựng được. Thời gian trước đấy ạ? Thời gian trước thì chị cứ nhìn về con, cứ nhìn về con đấy, về bố về mẹ, về gia đình để cho êm ấm. Nhưng mà nhịn không nổi nữa. Thì đến lúc mà chị quyết định chia tay ly hôn thì quân nhà chị lúc đầu nó cũng níu,
Nhưng đến lúc chị quyết định rồi thì nó bố thôi cũng tùy mẹ thôi. Đúng rồi, bây giờ chị có mấy cháu rồi, các cháu đang ở với ai? Chị được ba đứa con gái. Đứa hai đứa lớn nó lấy chồng ở trong Bình Dương. Còn một bé út thì đang ở quê với anh trai với chị dâu. Bé út được 14 tuổi rồi, năm nay cháu lên lớp 9. Bé út thì đang ở với ai? Bé út ở chị nuôi, ra toàn là chị nuôi, chị chu cấp tiền đang ăn học. Nói chung là chị với ba cháu đi rồi. Ừ, chị được ba cháu gái cho nên chị cũng không có con trai. Bây giờ chị cũng nghĩ là anh em thì ai có phận đấy, còn mình cũng chả ở với con rể được. Cho nên là chị có mới biết chương trình này cách đây được chưa được một tháng thì chị mới muốn tham gia chương trình này để tìm người tri kỷ để về già nương tựa lẫn nhau. Mình là chương trình của em vẫn là đi trong thành phố Hồ Chí Minh, cái thì chị cũng sẽ dẹp bay vào lúc này để tham gia. Ừ, nếu mà chương trình tìm được người cho chị để nhận hòa thì chị thu xếp chị bay vào, vì con nhà chị nó cũng ở Bình Dương mà chị cũng vào được. Dạ vâng, thì bọn em sẽ báo cho chị sớm, tranh thủ có khoảng trước cùng lắm là trước một tuần, nếu mà trễ lắm thì là trước một tuần, thưa chị nhé. Và bây giờ thì mỗi người là chị muốn tìm kiếm là như thế nào, chị miêu tả đúng ngoại hình theo cái tính cách đó. Thì mỗi người là chị bóng hình của chị ấy là phải không săn, hiền lành và thương chị, đừng có cắt lầu cua và đừng có săn chỗ, phải thực sự là đến với chị là phải là nghiêm túc, tình cảm nghiêm túc. Và phải có nhà ở, vì là chị ly hôn, chị ra đi bằng hai bàn tay trắng, chị nguyên đơn mà, chị không có nhà, bây giờ chị không có nhà. Không, chị bảo là không cắt đầu cua. Không cắt đầu cua và không xăm, và phải hiền với thương chị, chứ nhìn người mà giữ chị sợ lắm, nhìn người mà xăm chỗ thì cắt đầu cua chị sợ lắm. Chiều cao quá thì quê quá. Quê, nếu tìm cho chị được người trong Nam là tốt nhất. Đừng có lấy miền Trung, đừng, chị không muốn về miền Trung đâu. Cười người trong Nam bảo là chị muốn là nếu mà đi chắc là đi thẳng vào trong Sài Gòn rồi. Đúng rồi, vào trong đấy chứ không về miền Trung. Nhưng mà ví dụ như vào chị, mà chị đã giúp việc thì có thể và trong là làm luôn được không? Thay đổi môi trường làm việc luôn đúng không? Ừ, vào miền Nam trong khu vực đấy, chứ đừng có vào miền Trung. Thế các em tìm cho chị một ông vừa ở trong Sài Gòn luôn nhá. Ừ, vào Sài Gòn. Sau này là ngày sáng luôn nha. Đúng rồi chị nhá. Bây giờ chị, cái nhu cầu của chị trẻ thì chưa qua già chưa tới. Nếu mà gặp được người ở Sài Gòn thì về cái công việc mà giúp việc chị chuyên môn lắm, vì trước đây chị đi Đài Loan chị làm giúp việc rồi, thì nếu mà thương người ta thương chị thương người ta thì công việc của chị vẫn tối về chị vẫn chu đáo với công việc nhà người ta, mà chị vẫn có thời gian chị đi giúp việc xung quanh đấy luôn. Dạ vâng, nói rồi. Còn người trong Nam phải là quê quán thì cũng không phải là người miền Trung mà là người Việt Nam luôn á. Ừ, chứ đừng đưa chị về miền Trung, là chị đừng có ghét cho chị về miền Trung. Nhưng mà ý là ví dụ như người ta là người miền Bắc, miền Trung, người ta là người trong Sài Gòn ấy, thì vẫn là đúng không? Ừ, đúng rồi, mà nhà ở Sài Gòn, miền Nam thì được. Không phân biệt vùng miền, nhưng mà ý là ở người ta đang ở trong Sài Gòn thì là ok. À, ok. Hoặc là như trước đây là chị đi Đài Loan chị rất giỏi tiếng Trung. Nếu mà người biết tiếng Trung hoặc người Trung mà ở Sài Gòn cũng được. Người Đài Loan đấy. Vâng ạ. Vâng. Ok chị. Chị ừ, tìm người cho chị phải gọn gàng sạch sẽ nhá. Tại vì chị công việc của chị đi giúp việc chị rất là gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp, chị sợ bẩn lắm.
chị cũng tiếp xúc, chị sống với người nước ngoài nhiều rồi cho nên chị rất là sạch sẽ, chị không ưa người bẩn đâu. Người bẩn mà cứ móng tay móng chân bẩn thì u quần áo hôi là chị không được đâu, chị không sống với người đấy được đâu. Ok chị Dinh nhất, thì hôm nay là cái buổi mà giao lưu làm quen trước khi đã, xong rồi chương trình có thông tin gì về bạn trai sẽ liên hệ với chị cho chị bao nhiêu. Cho chị nhá, chọn người nhá, chị không quan trọng tuổi tác về già đâu, già cũng được miễn là người ta thương chị. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Chứ không chê người già, người ta càng già người ta càng thương mình để chứ chị á lại phải sợ. Dạ. Cảm ơn các bạn chị nhá. Dạ dạ, ok, chào Dinh nhá. Rồi chị chào em, chị chào chương trình. Dạ vâng.